Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. VinFast giảm giá xe Chevrolet cả 100 triệu đồng. Trailblazer hiện còn giá dưới 800 triệu, rẻ nhất phân khúc. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Chương trình ưu đãi của Chevrolet có hạn áp dụng cho cả hai mẫu Trailblazer và Colorado. Theo thông báo mới nhất từ phía đại lý, hai mẫu xe Chevrolet đang được áp dụng khuyến mãi lớn trong tháng 5, mức giảm cao nhất lên tới 100 triệu đồng cho xe Trailblazer. Mẫu bán tải Colorado có giá giảm nhẹ hơn, từ 30 cho tới 50 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Chương trình trước mắt dành cho người mua xe trong tháng 5. Cụ thể, cả 3 phiên bản Trailblazer đều giảm giá 100 triệu đồng, bản tiêu chuẩn 2.5 4x2 MT giá giảm còn 785 triệu, bản cao hơn là 2.5 4x2 AT và 2.5 4x4 AT sau giảm giá có giá lần lượt là 825 triệu và 966 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá Trailblazer thấp nhất phân khúc SUV 7 chỗ, doanh số mẫu xe này trong quý đầu của năm 2019 đứng thứ 3 phân khúc dưới Ford Everest và Toyota Fortuner, nhưng khoảng cách doanh số khá lớn, 244 xe so với 1.534 xe và 2.403 xe. Người bán từng chia sẻ rằng sở dĩ doanh số của Trailblazer hàng tháng thấp hơn năm ngoái bởi lượng xe nhập về có giới hạn sau khi VinFast đã tiếp quản các đại lý của Chevrolet. Colorado có 5 phiên bản và đều được giảm giá, 3 trong số đó giảm 30 triệu đồng, 2 bản cao cấp nhất giảm 50 triệu đồng, giá phiên bản Colorado 2.5 4x2 MT tiêu chuẩn còn từ 594 triệu, bản cao nhất 2.5 4x4 AT High Country có giá 769 triệu đồng. Việc giảm giá sâu cho tới hàng trăm triệu đồng cho mẫu Trailblazer là một điều kiện rất tốt để cho khách hàng Việt có điều kiện tiếp xúc và trải nghiệm mẫu SUV tuyệt đẹp Chevrolet Trailblazer. Xin nhắc lại là Chevrolet Trailblazer 2019 là dòng xe SUV 7 chỗ, xe thể thao gầm cao, đa dụng, cao cấp nhất của hãng xe Mỹ tại Việt Nam, được tạo dựng dựa trên nền tảng của dòng xe bán tải Chevrolet Colorado 2019. Bởi vậy, Chevrolet Trailblazer sở hữu thân hình khỏe khoắn, mạnh mẽ như một chiếc xe bán tải. Chính thức được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ô tô MTS 2017 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhanh chóng thu hút được sự chú ý quan tâm của khách hàng và báo giới bởi thiết kế ưa nhìn cùng trang bị hiện đại cho SUV 7 chỗ. Nếu có quan tâm tới thị trường xe hơi nhiều năm gần đây thì khó ai có thể quên được năm 2014 khi xe bán tải Chevrolet Colorado gia nhập phân khúc xe bán tải rất muộn so với các dòng xe cùng phân khúc. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, anh chàng cơ bắp người Mỹ đã leo lên vị trí top 2 chỉ sau 2-3 năm ngắn ngủi. Tiếp nối thành công của Chevrolet Colorado, Chevrolet Trailblazer 2019 được giới phân tích xe tại Việt Nam đánh giá cao khi đã khẳng định vị trí số 1 trên toàn thế giới. Sẽ không có gì là bất ngờ khi mà Chevrolet Trailblazer sẽ tạo cơn sốt mới tại thị trường Việt Nam với giá quá hợp lý trong tháng 5 này. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.